Đứng lại. Hỏi 500 đô đây, nhanh nhanh. 500 đô nào? 500 đô nào nhỉ? Giả ngu hả? Kìa, cái mặt giả ngu coi kìa. 500 đô tôi cái cô ngoài biển chứ gì? Sao tôi lại phải trả anh 500 đô? Cô... Để tôi nói cho cô biết. Tôi đã tìm thấy thằng đó và tôi hỏi nó. Nó khai cho tôi biết là cô đi qua bàn nó. Cô nói với nó. Hello em. Này, chị bảo. Cái thằng xăm chữ say xỉn ngực ngồi bàn bên kia kìa. Nó bảo là chú BD chỉ thích giai không thích gái đúng không? Cứ bình tĩnh. Muốn trả thù nó không? Sang bàn mời chị ly rượu. Mời chị rượu là nó cay cú đấy. Vì chị là vợ nó mà. Thôi, vợ chồng ai làm thế? Điên à? Có làm sao đâu. Thôi à, chị có vụ cá độ 200 đô. Chú sang mời chị ly rượu, chị cho một nửa. Cô chơi như vậy là chơi bẩn. Không hề chơi bẩn. Như vậy đó chỉ chứng tỏ một điều là anh quá dễ bị qua mặt. Đấy, thấy chưa? Chính vì lý do đó nên chị đây mới phải thân chinh đến công ty để cùng quản lý với anh. Để anh ở đấy rồi sau này con tôi chả có tã một quấn ấy. Không cần. Đây, nữa. Nào. Nhắc cái vụ tã quấn rồi đó. Tôi nói cô biết. Lo ở nhà, chuẩn bị đăng ký cái lớp tiền sản đi. Chuyện với công ty, dẹp. Tôi có cách nói chuyện với bố.